Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong bối cảnh khó khăn, nhiều ngân hàng liên tục trao bán các tài sản thế chấp của doanh nghiệp từ khách sạn, nhà cổ, nhà xưởng, siêu xe đến dự án năng lượng để thu hồi các khoản nợ xấu tồn động. Đặc biệt, những tháng cuối năm, làn sóng phát mãi được thúc đẩy mạnh. Dù nhà băng đã đại hạ giá nhưng tình hình chung vẫn ế. Trong đó, không ít khoản nợ này là của các doanh nghiệp lớn, đại gia có tiếng trên thương trường. Đơn cử, Agribank chi nhánh Trung Yên đã thực hiện 6 lần đấu giá khoản nợ của các doanh nghiệp có liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh, song vẫn chưa thành. Hay Agribank chi nhánh Tây Hồ cũng vừa thông báo đấu giá khoản nợ của công ty cổ phần giải pháp năng lượng xanh Tiên Tiến. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 22 tháng 11 2023 là gần 47,5 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu ngân hàng trao bán khoản nợ này. Tài sản đảm bảo của toàn bộ dây chuyền tự động hóa, lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời công suất 250 MW trên năm và thiết bị phụ trợ đi kèm theo hợp đồng mua bán nhập khẩu giữa công ty cổ phần giải pháp năng lượng xanh Tiên Tiến và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Ưng Việt Thượng Hải. Nhà băng này còn đã và đang miệt mài bán đấu giá khoản nợ được vay từ các năm 2000, 2003, 2005 và 2006 của nông trường sông Hậu. Giá trị ghi sổ khoản nợ này tạm tính đến ngày 30 tháng 3, 2021 là 348,9 tỷ đồng, trong khi mức giá khởi điểm mà Agribank đưa ra là 98,5 tỷ đồng, chỉ sắp xỉ bằng với dư nợ gốc của nông trường sông Hậu. Một đại gia khét tiếng cũng đang bị Agribank trao bán nợ là Nguyễn Lam Huy, trong đó Agribank vừa thông báo bán đấu giá tài sản lần 1 là quyền sử dụng đất, thửa đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với bất động sản có địa chỉ tại số 17/2, Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hay khoản nợ tại công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền Marina Hotel, Agribank đã đấu giá 4 lần. Tài sản bảo đảm là dự án trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia Squid Touch La Luna Resort, khu B tại khu đô thị Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Dự án bao gồm 690 căn hộ và sân vườn penthouse tầng 36, tầng hầm và 35 tầng kinh doanh thương mại. Tất cả đều là những tài sản hình thành trong tương lai, hợp đồng thế chấp được Agribank chi nhánh Đống Đa và khách hàng ký ngày 16 tháng 10 2018. Agribank đưa ra mức giá khởi điểm cho khoản nợ này là 948 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 1.145 tỷ đồng hồi tháng 9 vừa qua, tức hạ gần 200 tỷ đồng. Cùng liên quan, trước đó, Vietinbank cũng từng trao bán khoản nợ có tài sản đảm bảo là dự án trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia Squid Touch La Luna Resort khu A để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm trao bán tháng 8/2022 là hơn 540 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, rộng gần 6.000 m2 tại dự án xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch có thời hạn sử dụng đến năm 2064. Gây chú ý hơn, Vietinbank còn bán đấu giá cả siêu xe McLaren 765LT cấp 2 chỗ ngồi với giá khởi điểm hơn 27,5 tỷ đồng cho khoản nợ của bà. CTLP trước đó, hồi đầu tháng 10, ngân hàng đã ra thông báo thu giữ chiếc xe này. Theo đó, chiếc McLaren 765LT mang biển kiểm soát 51K01186, sản xuất năm 2021. Được biết, dòng xe McLaren 765LT này có số lượng giới hạn chỉ 765 chiếc trên toàn thế giới, do đó được nhiều dân chơi xe săn đón. Ngoài chiếc McLaren 765LT trên, nhiều xe sang của đại gia từ Bentley, Rolls-Royce đến Porsche, Maybach cũng bị các nhà băng siết nợ trong thời gian gần đây. Bên cạnh nhóm 4 ngân hàng quốc doanh, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng liên tiếp đưa ra bán các tài sản đảm bảo là bất động sản. Cụ thể, ngân hàng Sacombank thông báo bán hàng loạt khoản nợ xấu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có các sản phẩm thuộc dự án căn hộ Sea Grand Court ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và tại dự án khu công nghiệp Phong Phú, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 5 Sacombank đấu giá khoản nợ này. Giá khởi điểm ngân hàng đưa ra là 7.934 tỷ đồng, giảm hơn 1.700 tỷ đồng, tương đương giảm 18% so với thông báo đấu giá hồi tháng 8/2022. Tuy nhiên, so với dư nợ gốc, lãi, mức giá khởi điểm này chỉ bằng một nửa. Kinh tế khó khăn, sức mua giảm và giá trị tài sản cũng giảm là những nguyên nhân khiến việc thu hồi nợ của nhà băng gặp khó. Chia sẻ với báo giới, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, với khoảng 70% tài sản đảm bảo là bất động sản, do đó việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng phần nhiều phụ thuộc vào thị trường bất động sản. Chưa kể, tại nhiều nhà băng, tỷ lệ này thậm chí lên đến 80-90% và lớn hơn nhiều lần tổng dư nợ cho vay. Do đó, bất động sản thường là tài sản được các tổ chức tài chính đem ra phát mãi nhiều nhất khi khách hàng vay vốn vì nhiều lý do không trả được nợ.
Trong khi mặt bằng giá bất động sản giảm khiến các tài sản thế chấp là bất động sản tại các nhà băng cũng bị hạ giá sau những lần định giá lại tài sản định kỳ, dẫn đến khó chồng khó cho tất cả các bên. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đến ngày 30 tháng 9 2023 đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31 tháng 12 2022, chiếm tỷ trọng 21,4% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản đến cuối tháng 9 đã tăng lên 2,89%, cao hơn nhiều so với mức ghi nhận vào cuối năm 2022 là 1,72%. Từ đầu tháng 12, lượng xe ô tô cũ được các ngân hàng rao bán tăng mạnh. Chuyên gia cho rằng người mua cần lưu ý, nắm rõ về chất lượng xe, thủ tục pháp lý trước khi quyết định xuống tiền. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Thanh lý tài sản, đặc biệt là thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng là hoạt động thường xuyên của các ngân hàng nhằm thu hồi nợ vay. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Dân Trí, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 12, lượng xe được các ngân hàng rao bán tăng mạnh. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB từ đầu tháng 12 thông báo thu giữ và thanh lý hàng chục xe ô tô con, xe tải các loại. Các mẫu xe như Mazda 2020-2021, Nissan 2020, Kia, Toyota, Hyundai. VIB không công bố mức giá cụ thể của từng mẫu xe, tuy nhiên, trong các thông báo từ tháng 11, các mẫu xe tương tự được bán phổ biến trong mức giá từ 400 đến 900 triệu đồng một chiếc, tùy vào năm sản xuất và tình trạng xe. Ví dụ, chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2019 có giá khởi điểm 570 triệu đồng, Toyota Innova 2018 có giá khởi điểm 450 triệu đồng, Hyundai i10 có mức giá tầm 239 triệu đồng. Không chỉ VIB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Techcombank cũng thông báo thu giữ, thanh lý loạt xe hiệu Ford, VinFast, Mercedes-Benz. Theo đó, Techcombank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô Ford Tourneo, đăng ký lần đầu năm 2020, giá khởi điểm 617 triệu đồng. Ngân hàng này còn chuẩn bị đấu giá chiếc VinFast Lux SA 7 chỗ, sản xuất năm 2021 với giá khởi điểm 636 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cũng thông báo bán đấu giá xe Toyota Fortuner đăng ký năm 2014 với giá khởi điểm 375 triệu đồng. Xe BMW X5 đăng ký năm 2016 được bán với giá 972 triệu đồng. Ngoài những loại xe phổ biến, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank còn sắp thanh lý một siêu xe với giá hơn 27 tỷ đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản Vietinbank vừa thông báo đã chọn công ty đấu giá hợp danh Thiên Bình để tổ chức đấu giá bán xe ô tô con McLaren 765LT cấp 2 chỗ ngồi. Giá khởi điểm cho chiếc xe này được đơn vị tổ chức đưa ra là hơn 27,5 tỷ đồng. Theo nội dung đăng tải, chiếc McLaren 765LT mang biển kiểm soát 51K01186 là tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà Cao Thị Lan Phương tại Vietinbank. Xe được cấp biển số 51K01186 lần đầu vào cuối năm 2021. Giấy tờ đăng ký mang tên bà Cao Thị Lan Phương. Tuy nhiên, chiếc xe này đã từng được giới chơi xe nhắc đến nhiều và được cho là thuộc sở hữu của một đại gia có tiếng trong giới chơi xe cũng như chơi lan đột biến tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc McLaren 765LT này có số lượng giới hạn chỉ 765 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, giá trị của xe ngày càng tăng theo thời gian và được nhiều dân chơi xe săn đón. Ở thời điểm về Việt Nam, giá bán của xe được nhiều nguồn tin tiết lộ ở mức trên 35 tỷ đồng. Sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí để lăn bánh, chủ nhân chiếc xe có thể đã phải bỏ ra số tiền ngót nghét 40 tỷ đồng. Vietinbank cũng thông báo đấu giá một xe ô tô con 5 chỗ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu Mercedes-Benz C250W205, sản xuất năm 2016, giá khởi điểm ngân hàng đưa ra là 630 triệu đồng. Thời điểm ra mắt thị trường, dòng xe này từng được bán với giá 1,4 đến 1,6 tỷ đồng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.